Ngày 6 tháng 1, đoàn công tác của thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã đến tặng quà cho người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dịp này, đoàn đã tặng 300 xuất quà cho người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu với tổng trị giá 350 triệu đồng. Chúc các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu năm mới sức khỏe, đón Tết Nguyên đán đầm ấm, hạnh phúc sum vầy đồng chí nguyễn thị thu hà bày tỏ mong muốn các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp của huyện mộc châu tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho người nghèo để mọi người cùng được vui xuân đón tết đầm ấm vui vẻ